Lương hết bá gọi rồi. Quên cầm loại thịt mũi gì lắm. Thì mạnh nhá. Thì mạnh nhá. Gặp tôi đấy là thì mạnh nhá. Dạ. Bây giờ thì cứ tranh thủ quay cho nó mấy hôm này chúng ta quay rồi. Chạm được kìa, chạm ra bếp có sợ mà cũng gỡ không? Không sợ nó lắm, ăn cái này hoàn điện. Dùng từ nước quá. Cái khóa thúc nhiệt giống ba đâu nhỉ bà nhỉ?